Xin chào, chào bạn đã trở lại kênh của mình. Ở video này, mình chia sẻ cho bạn cách thay đổi phông chữ khi đăng cảm nghĩ trên dòng thời gian trên trang cá nhân Facebook của mình, tương tự như bạn đang thấy. Rồi, bây giờ mình bắt đầu. Trước tiên, mình mở ứng dụng Facebook lên. Chọn bạn đang nghĩ gì. Mình sẽ viết cái chữ là Facebook. Và đây là phông mặc định và duy nhất của Facebook. Để thay đổi phông chữ, bây giờ bạn làm theo mình. Bạn có thể sử dụng bất cứ trình duyệt nào cũng được và nhập vào cái thanh tìm kiếm Google Ahachat và chọn tìm kiếm. Tiếp tục bạn chọn đổi phông Facebook và nó sẽ xuất hiện một cái giao diện như bạn đang thấy. Công việc của bạn là sẽ xóa cái chữ sum, review, test và viết cái chữ theo ý của mình ở đây. Mình sẽ viết cái chữ là Facebook. Rồi, bây giờ bạn sẽ vuốt lên. Ở đây có rất là nhiều phông chữ đẹp mắt. Bạn có thể chọn để đăng lên dòng thời gian của mình, rất là thú vị. Khi tìm được phông chữ yêu thích rồi, bạn sẽ chọn biểu tượng sao chép ở đây. Bây giờ bạn sẽ trở về trang cá nhân Facebook của mình. Xóa cái chữ này đi. Tiếp tục bạn ấn nhẹ vào và chọn dán. Vậy là ok rồi. Rất là đơn giản. Vừa rồi thì mình chia sẻ cho bạn cách thay đổi phông chữ khi viết bài đăng trên trang cá nhân Facebook của mình. Và mình cũng xin dừng lại nội dung ở đây. Nếu bạn thấy thích, cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại bạn ở những video kế tiếp. Xin chào.